Game thủ Chim Chiến Thắng bung hai nhà chính ở trong trận đấu áp chót của buổi tối ngày hôm nay thì rất mong anh em có thể inbox ngay vào fanpage Game thủ Chim Chiến Thắng. Anh em hãy đặt những combo đó chính là trâu khô gác bếp với giá 600k cho 1kg free ship toàn quốc, hoặc là heo khô với giá 300k cho 1kg free ship toàn quốc em nhá. Và đây là máy Game thủ Chim Xe. Trận đấu áp chót trong buổi tối ngày hôm nay, liệu rằng có bung hai nhà chính hay không thì chúng ta cùng chờ đợi. Mà máy Game thủ Chim Xe khi bài xem này tôi đang chưa thấy có voi hiêu gỗ đầu thì cũng không phải là quá gần. Rất cần voi thì đến thời điểm này quả đầu đã có đến từ Game thủ Chim Xe. Và hiêu đầu thấy rồi. Đây rồi, đây. Nó vẫn nằm trong tiềm thức anh em ạ. Đánh bài tàu nó nằm trong tiềm thức rồi. Và nó sẽ đánh theo kiểu thịt vào hiêu trước với mỏ quả đầu. Xin lỗi, bầy hiêu đầu 6 con đấy từ Game thủ Chim Xe. Vẫn có điều kiện để có thể đánh được. Đó chính là thịt voi hiêu và đánh kiểu bung hai nhà chính dành cho Game thủ Chim Xe. Và bắt đầu lùa hiêu về đây rồi. Sao mình không đặt được? Anh có thể inbox trực tiếp vào fanpage Chim Chiến Thắng. Anh để lại thông tin cá nhân hay là số điện thoại. Thì các bạn support sẽ chủ động làm việc với anh. Và anh chỉ cần chốt đơn cái là ok luôn. Đã. Ui ơi, này nào, có ai thế? Mai đánh lúc nào? Tối mai bận rồi. Cày thế, kẹo tối mới thơm. Vâng, như vậy là đang có những lý do dành cho anh đủ Chim Xe. Tìm đặt trâu mãi mà không được. Ôi, sao lại tìm đặt trâu mãi không được anh ơi? Anh có thể inbox trực tiếp vào fanpage Chim Xe Nắng là được mà anh ơi. Anh cứ inbox trực tiếp vào fanpage Chim Xe, anh bảo là ai để anh tạ trâu gái là có bạn trả lời anh ngay. Bài đấu mà Chim Xe Nắng đang có quả đầu quả phụ đây rồi. Và đến với trận đấu này thì để có trải nghiệm xem các trận đấu AOE trên MyClip một cách mượt mà hơn, cũng như là nhận thông báo khi mà trận đấu bắt đầu, anh em có thể tải app MyClip tại ứng dụng App Store và CF Play, sau đó tìm kiếm và bấm theo dõi kênh AOE Star League 2022 anh em nhé. Và một lần nữa xin nhắc lại với anh em là nếu như anh em muốn Chim Chiến Thắng bung hai nhà chính ở trong trận đấu này thì các bạn hãy nhanh tay inbox luôn vào fanpage Game thủ Chim Chiến Thắng. Vâng, đặt hàng combo gọi là trâu khô gác bếp với 600k trên 1kg free ship toàn quốc, hoặc là combo 300k trên 1kg heo khô free ship toàn quốc cho anh em luôn. Sẻ đang cố gắng tìm voi nhưng mà vẫn chưa có anh em ạ. Rất nhiều anh em đã comment 2BN trên group chat của MyClip rồi. Tôi cũng mong như vậy. Mình cũng mong được một trận đấu mà Chim Chiến Thắng bung hai nhà chính. Quả phụ thì 6 cây, quả đầu thì tôi chưa kịp nhìn. Quả đầu 7, quả phụ 6. Cũng khá là ổn áp với bài đấu này. Bây giờ phải thấy... Đây. Ăn quả phụ trước. Tí nữa bung nhà chính là sẽ bung thẳng vào cái quả đầu đấy anh em hiểu không? Bung nhà chính là bung thẳng quả đầu. Có bung không đây? À đây, găm gỗ đây rồi. Bắt đầu giảm dân nhà chính. Rồi, chuẩn bị. Tất cả đứng im. Nhưng mà không có dân ở nhà chính thì xây nhà chính. Rồi, đen rồi. Một chiếc nhà BN. Và một chiếc nhà BN ở đây nữa. Quá hay đến từ Game thủ Chim Sẻ. Vâng, bung ngay nhà chính rồi anh em ơi. Vâng, hai nhà chính và hai bỏ quả dành cho Game thủ Chim Sẻ đáng luôn. Được chưa? Vâng, đá đồng tiền ban khảo anh bỏ ra. Anh em đặt hàng ngay. Vâng, Chim Sẻ phút đi anh em ơi. 800k trên 1kg. Vâng, hai line nổ liên tục cho anh em. Bung vào hai bỏ quả cho khỏe luôn anh em ạ. Và đây là con voi thứ hai dành cho Game thủ Chim Sẻ. Bung hay chính luôn, xem bên này mà mãi không được fan cứng gì Hải Idol à. Anh em comment, anh em có huy hiệu người theo dõi luôn mà anh em. Rồi ôi. Nhưng mà không có BG là phải đóng BB để kinh đời đấy nhá. Báo trước, không lại quên. Vâng. Nhiều khi là không có BB là các bạn sẽ không kinh được đời đâu. Ôi. Đóng BG ở đây người ta cười cho. Rồi cơ cấu xong dần tù luôn anh ạ. Vâng, rất nhiều anh em đã comment trên khung chat. Không biết là anh em đã inbox fanpage Chim Chiến Thắng và đặt hàng thịt trâu gác bếp hay chưa. Và như vậy vẫn phải đóng BG nữa để kích đời cho nó kịp lúc anh em ạ. Do là BB chúng ta đóng hơi chậm. Vâng, kích đời rồi. Chưa, vẫn chưa kích. Kích nhà trên, ok, kích đời rồi. Như vậy là 8 phút 4x với 32 dân. Bài này vẫn rất khỏe dành cho đủ Chim Sẻ anh em ơi. Thế bài trong cái chủ lực. Rồi, vậy cũng đá qua màn máy của vệ tinh một chút nhá. Đây là màn máy Minwan cho tay Game thủ Đoàn Tễu này. Tất cả sẽ làm nền cho Sẻ trận đấu này. Bài Minwan đầu cánh chắc là anh chém 2-3 dân rồi. Lên đời xong, chuẩn bị đóng nhà điều kiện. Bài đấu sẽ kích 9 đến từ chú Tễu. Và Tễu sẽ kích 9 ở trong trận đấu này. Đánh kèo 4-4 cũng vùng hai nhà chính. Nhưng này láo quá rồi. Không coi ai ra gì nữa rồi. Đây là máy của Game thủ Mạnh Hào với bài đấu được cầm Foresian. 26 dân đánh cung ở đầu cánh và Huy sẽ người chém phủ cho Mạnh Hào. Con voi được đưa về nữa dành cho anh. Anh Huy là bài đấu được cầm Pan. Cũng đang có bài đóng nhà điều kiện với sinh cơ đời 10. Như vậy chúng ta có Tễu lên đời sớm nhất.
bên mình ở đầu cánh chim sẻ luôn. Và đó là một cái nền tảng để cho chim sẻ nắng có một vài đấu bung cho hai nhà chính khỏe kinh khủng. Mai lấy 1 kg ăn thử anh. Ui giời ơi, sao lại ăn thử anh? Ăn thật luôn chứ sao phải thử. Vâng, ăn là nhớ đời luôn anh ạ. Ơ, đóng 2 BB à? Ây dài, đóng 2 BB. Không sao, gỗ nhiều quá. Vâng, thật tiện thì bo nhà cứng. Nhưng mà tôi không biết là cái thế bo này nó bo kiểu gì. Lấy nhôi đủ chim sẻ nắng nữa. Vâng, hơi cuốn với hơi cuốn với cái bài đấu này, thành ra sẽ đóng 2 BB và tách dân ra đào vàng luôn để tí lên đầu máu cũng được. Ba xử lý hơi lỗi, chúng ta mất hơn 100 gỗ với chiếc nhà BB thì cũng gần được 2 móng ruộng rồi đấy. Và như vậy không yếu. Rồi bơm cho Pan thôi, bơm Pan chăm thịt để cho Huy chém thôi. Đây là Tẹo. Không bơm cho cánh mình mà bơm cho cánh bên kia. Tẹo lên đời sớm rồi nhưng mà không thấy ai. Đèn. Rò chạy như nay mà không thấy ai, anh em cay không? Bài kích 9 người ta cay thế. Ô, không gặp ông nào kìa. Và như vậy sẽ 4x dân rồi các bạn ạ. Và Huy cánh bên kia cũng không gặp ai. Ở đây này cũng không gặp ai thật anh em này. 2L đến cho anh Huy rồi mà cũng không gặp ai. Gặp em ơi, màu 4 nhá. Nhất đầu dài. Yeah. Rồi, như vậy là lên đời xong rồi. Chim lợn ngồi cạnh còn yêu cầu chim sẻ nắng kiểm tra lại xem xong mới cung tê rồi. Xong hai con là bị xử thua. Vâng, tham lai chưa đánh được đè. Rúi, anh em nhìn tham lai không sẻ. Vâng, tôi thề các bạn luôn. Nhìn tham lai nó phình ra, nhìn sợ luôn anh em ơi. Gọi là tè loe ra rồi. Vâng, Tèo bị màu 3 chơi vào. Màu 3 đó chính là game thủ Vlog, người cầm Greg 2L. Và game thủ Vlog có mất giò cơ. Màu 1 trong cánh. Rồi đây rồi. Và màu 1 đánh cung đến từ Min One của BB. Đánh cung Nga nhá. Nhưng Bi ơi, tôi chắc là nó sắp quit rồi chứ. Ôi Bi ơi. Ôi trời ơi. Đánh cung Nga như thế này thì timeline là 32 thì đối thủ đoàn Tèo. Vâng, Bi đánh cung A dạng háng các bạn ơi. Vâng, mày cung A dạng háng, mày không kịp được trong tình huống này dành cho đối thủ đoàn Tèo. Vâng, nhưng mà chém dân anh ơi. Nó nhốt một con lạc đà của Tèo đây rồi. Vâng, sẻ timeline là 61/60/72, thông tin bảo vệ full một kích ruộng rồi ạ. Rồi, đào vàng đi, đào vàng nâng bổ vàng lên ông ơi. Nâng bổ vàng lên đi, nâng bản đồ BC tùm lum lên đi. Nghệ lên tòe loe đi. Vâng, tôi thề các bạn, bạn đã khiếp quá đi. Vâng, như vậy là 60 dân rồi, chỉ có 3 cung L. À, vâng, gần 60 dân. Đây, bây giờ 60 dân rồi này. 3 cung L, 1 cung T, còn lại toàn dân nữa. Vâng, tham lai đằng số là 70 thì thủ chim sẻ. Anh em cho xin một like một xe được không anh em ơi? Cả nhà mình ơi, bài bung hai nhà chính anh em ơi. Vâng, mới phút 17, 6x dân rồi. Vâng, Huy tham lai là 23 đang chém ra cung đầu người cầm màu 2, đó chính là AC của game thủ Tiểu Màn Thầu. Tếu không chém được nhiều nha, chém ít màu 1 thôi. Mạnh Hào tham lai là 39 đang bắn màu 2 ở ngay trước cửa. Ngay trước cửa đấy Huy dò lỗi màu 2 ạ. Ngay trước cửa nha em này Huy này. Đầu cánh bình thường thôi. Tham lai là 42/48 dành cho bài đấu của game thủ Mạnh Hào. Với chất quân này chúng ta đánh đời 40 đội bạn là hơi mệt. Khi mà chúng ta là đập đôi của Seng như đội bạn Hot Thần IA. Và tôi bắt đầu xem máy xẻ rồi, timeline chuẩn bị 100 anh em ạ, khiếp quá. Anh em cho xin một like một xe đó, bắn phù rồi nhanh Tèo ơi. Vâng, phút 18 timeline chuẩn bị lên 1 lít ạ. Khiếp quá đây, dân của bên lớp đây. Ôi khổ lắm rồi, anh lớp khổ lắm rồi. Vâng, bung nhà chính rồi. Chuẩn bị kích 4 rồi anh ơi, BK đi. Lên bản đồ. Vâng, đang nhận đồ của đồng đội. Bắt đầu đẩy màu 3. Bên kia thì Min One của BB đánh cung A dạng háng. Còn lâu mới, mình nghĩ còn lâu đẩy quân 37 dân. Dân của sẻ chắc phải sắp sửa gấp 3 dân của BB mất rồi. Thêm ruộng nữa đấy từ thủ chim sẻ. BK. Cho trăm vàng Huy ơi, cho trăm vàng. Không cần à, ok, thêm kích 4 thôi. Sẻ sẽ từ kích 4 ở phút thứ 20 ạ. Ôi, bản đồ có rồi anh em ơi. Ôi, kích đi. Vâng, kích 4 thành công ở phút thứ 20, 25. Vãi trưởng thật, khỏe quá.
bung ra chính ra thế này. Trận này nó phát triển quá gơ, quá ghê anh em ạ. Và anh em có thể đặt hàng chim sẻ food ở fanpage chim sẻ nắng được không? Anh em inbox trực tiếp vào fanpage chim sẻ nắng đặt hàng chim sẻ food với combo 600k 1kg thịt trâu khô gác bếp, hoặc là 300k 1kg heo khô. Vâng, phí ship toàn quốc cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay khi mà sẻ bung hai nhà chính như thế này. Vâng, khuyến mãi sale sập cho anh em luôn, free ship toàn quốc luôn. Vâng, rất ghê gớm với bài đấu này các bạn, bung hai nhà chính. Và kích 4 ở phút thứ 20-25 với tham lai gần 1 lít. Dân gọi là tùm lum bắt đầu đóng BL để lên đạp đôi rồi. Tham vẫn đang đè để cho chúng ta. Nếu thì tham lai là 35, Minwan đầu cánh vẫn khỏe. Huy tham lai 34 với toàn lạc đà của Pan lên công 4 đi em ơi. Sẻ bơm cho tí đồ lên công 4 ra cho chém gái. À đây lên rồi. Tự lên đến từ cái thủ anh Huy. Mạnh Hào tham lai 70 cũng bắt đầu đẩy quân của anh Huy khi màu 2 đã bay. Điểm ăn thầu. Thầu cầm AC nhưng không chống được sức mạnh của cung Rafo và lạc đạp Pan. Mid E anh ơi. Vào luôn, vào ông này cũng cung A. Một ông Huy A đánh cung A, một ông Minwan đánh cung A. Và tỷ số nhận định là 5-1 dành cho chúng ta. Sẻ dường như còn chưa kịp lên 4. 94 dân đến từ game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Vâng, 94 dân anh em ơi. 5-1 đó là tỷ số của chúng ta ở trong trận đấu này. Và bây giờ nở lên 96 dân, vừa mới lên 4 rồi. Thời điểm mà quýt ra là 94 dân anh em ạ. Quá ghê gớm. Thật sự là quá kinh khủng với bài đấu này của chim sẻ nắng. Khi mà kích đời 3 hình như là 40 mấy dân. 40 mấy dân anh em ạ. Sợ thật sự. Và dây cùng trận đã đến với trận cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Trận thi đấu thứ 7 ngay sau đây. Sợ quá. Cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, bên mình sẽ là Babyphone Romin đối đầu với Kanaseng Hipper. Còn đội bạn được đánh giá nhỉnh hơn chúng ta. Chúng ta đã chắc chắn có được 4 điểm trong buổi tối ngày hôm nay. Nên là trận đấu này chỉ mang tính chất là tìm thêm những khoản thưởng dành cho các em thủ. Khi mà giành chiến thắng ở mỗi trận đấu thì đều có thêm những khoản tiền thưởng tới từ ban tổ chức của giải đấu AB Star League 2022. Chắc chắn có được 4 điểm và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đứng đầu bảng ở cả nội dung 4v4 random và cả nội dung đoàn thể. Trong bảng xếp hạng toàn thể, bảng xếp hạng tổng thì chúng ta vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng. Và bảng xếp hạng 4-4 chúng ta vẫn đang đứng đầu. Rất tuyệt vời. Tổng chiến thắng trước game thủ TVB Club. Mặc dù trong buổi tối game này thì đội hình chúng ta không có sự mặt của game thủ truy mệnh. Vâng, và đến với trận đấu này thì để khích lệ tinh thần thi đấu cũng như tiếp sức cho chim sẻ nắng và team FPS, anh em có thể donate bằng cách click vào biểu tượng hộp quà bên cạnh khung chat để, hoặc gõ FPS vào khung chat rồi click gửi đi. Số tiền sẽ trừ trực tiếp từ thuê bao di động của anh em. Lưu ý, hình thức này chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước của Viettel. Và mỗi ngày anh em sẽ tặng được tối đa là 300k. Số tiền mỗi lần chuyển sẽ không quá 50k một lần anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngoài ra thì anh em cũng có thể ủng hộ cho FPS cũng như là game thủ chim sẻ bằng cách inbox trực tiếp vào fanpage game thủ chim sẻ nắng để có thể đặt những combo tới từ chim sẻ food với combo 600k trên 1kg thịt trâu gác bếp free ship toàn quốc, hoặc combo 300k trên 1kg heo khô cũng free ship toàn quốc cho anh em luôn. Rất tuyệt vời, cảm ơn anh em rất nhiều. Và quay trở lại với bài Babylon này của anh thủ chim sẻ thì đây là một bài đấu Babylon có hiêu đầu và ba voi, chưa quả phụ. Không biết là Tễu sẽ đánh gì với con Minwan ở trong cánh kia. Họ làm vòng đi dò. Rồi bây giờ sẽ tôi cầu S đầu rồi đưa voi về thôi. Ba voi hiêu đầu. Trận trước là một trận đấu phải nói là rất ghê gớm đến từ anh thủ chim sẻ rồi. Với quả bung hai nhà chính gọi là tùm con nhà bà lùm luôn. Dần dùng cái kiểu gọi là mét tay là nhè anh em ạ. Quá ghê. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một game thủ có phải lần đầu tiên bung hai nhà chính ở kèo 4-4 không nhỉ? Và như vậy đây là lần đầu tiên chúng ta có một game thủ bung hai nhà chính trong kèo 4-4 random anh em nhá. Bung hai nhà chính trong một kèo 4-4 và giành chiến thắng em nhé. Khi 4 phút thứ 20-25, chưa kịp lên 4 thì bạn đã quýt rồi. Rồi đưa con voi này về thôi. Và giải quyết con voi thứ 2. Bung hai nhà chính luôn anh em ạ. Rồi như vậy là bài bên phía giữa anh nhà rất nhiều đồ này. Hai voi quả phụ nữa này. Ok, như vậy là kích 8 phút 2x với 27 dân. Ô sẻ vẫn đánh cung à? Như vậy là sẻ vẫn sẽ đánh cung ở trận đấu này anh em ạ. Vâng, đánh chém lại đánh 27 dân này. Quen tay à?
Rồi câu đuôi voi đến thủ chim sẻ đây rồi. Và đây là con voi tiếp theo được đưa về, con voi thứ 5 đến từ thủ chim sẻ. Và đây là BM. Rồi kích rồi, như vậy là 10-50 đánh chém với 27 dân. Anh chơi lại một lần cho chắc chơi này. Một phút nữa là xong. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. Như vậy màu 2 đã lên đời rồi. Xeang của Tiểu Bàn Thầu. Xeang của Tiểu Bàn Thầu ở đầu cánh. Và bắt đầu lao vào tìm bài Xeang bên phía đối bạn. Không thấy đọc vàng. Đang đóng 3 BA đây rồi. Xeang này là không phải xeang bung hay là chính đâu, yên tâm đi. Rồi bắt đầu xuyên ra đối bạn và có tê đẩy lên tới Tiểu Bàn Thầu rồi. Thầu cầm xeang đầu cánh. Cái kêu Huy gặp ai? À anh Hào chứ. Sao 4 dọc đây, như vậy là một dâng L đấy. Màu 4 là pơ ở bên lớp, như vậy cái này là xeang pơ. Người ta bắt được con tê, người cầm màu 2 rồi. Em nói là Mạnh Hào. Mạnh Hào đối đầu với Văn Nhất, người cầm Hitty. Rồi đây là màu 3 đánh cung. Và Hào đã bắt đầu có ngựa chém. Vậy ghê anh ơi, vậy ghê. Không kịp. Cái này là màu 3, màu 1, màu 1 dâng lờ rồi. Một chọc tẹo anh ơi. Nó chuẩn bị vào đen này, Nào. Mày đen này ra. Không phải dính mày nãy giờ. Mày đen lên ra, tao chờ mày nãy giờ, con lợn này, đây rồi. Ông mày chờ mày nãy giờ, nhất đầu dài này. Dình từ nãy đến giờ rồi, đầu dài ạ. Mày đen ra. Ông chém cho nhả như ăn luôn này. Đen nè, với cả chúng tôi thì chết chung dân nhá. Vâng. Nếu xin lỗi là Mạnh Hào có tên đứng dình nhất đầu dài đen nè. Và đúng thời điểm nhất đầu dài đen nè thì ba con chém Mạnh Hào ập vào chém cho bung xích luôn. Màu 3 yếu nhá. Nhưng mà không biết là Teo tình hình như thế nào rồi. Cùng Amin Oan thăm lại 40. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Đang cố gắng bò khá rộng để thủ đoàn Teo. Cung Nga đã là hai áo. Một chiếc BG chay để có thể ra ruộng. Xe bắt đầu chạy rồi. Tham lai đầu số là 43/48 dành cho game thủ chú Teo. Giáp anh ơi, làm cái giáp đi. Vào kìa, bắn đi. Rồi chơi nó đi. Rồi chạy luôn. Vào đây. Nâng giáp 2 người, nâng giáp 2 đi. Tham lai đầu số là 47/56 về bài đấu này. Rồi bò đúng mặt sau thôi. Xeang sẽ đẩy sớm đấy, mình nghĩ là Tế cũng nên nhanh chóng cơ cấu rồi tăng Nga thôi. Bởi vì xeang của Tiểu Bàn Thầu sau khi đẩy bay chim sẻ thì khả năng cao sẽ vào sớm. Đến trên nhà bét để có thể khai thác vàng. Và đây là máy Mạnh Hào. Hào vẫn chém rất nhiều dân của Văn Nhất. Nhất đầu dài, đen e đã bị khóa cho một tơn, gọi là ối rồi ôi. Đội bạn bắt đầu có cung R đẩy đi. 429 dân với lớp trong cánh dâng L. À đâu, không dâng L, thấy chém ở cánh của sẻ thôi. Tế vẫn đang cần gỗ kìa. Đây là Huy. Huy tham lai đầu số 60 cũng bắn được một tơn dân màu 3. Gần trung dân nữa, màu 3 nằm xuống. Ok, gỗ 2 đấy Huy rồi. Kinh nhờ, Huy sứt hôm nay đánh cung nó lạ thế ta. Cung rồi có giáp trận gỗ 2, tăng BA thứ 5 ạ. Nghe không giống lắm anh em. Huy này hơi lạ anh em nhá. Huy này hơi lạ BC luôn. Vàng đồng đội.
Mô 4 chém rát quá anh em ơi. 4 đánh lờ tại nhà của gia dân đến được về lớp nữa. Nâng trả ra 4 trước đi, ra 4 đi. Huy ra 4 đi. Ở đây ra 4, chưa lên ra 4 mà nó bạn chém 4 rồi đấy. Bản đồ lên, nâng bản đồ lên. Tóc tơ này nâng bản đồ lên đi. Đồng thế. 4 đồng quá anh em ơi. Bú. Vâng, mùa 4 thông tin bảo vệ bị mình hào xúc ở nhà rồi. Bản đồ, ok. Mùa 3 không cửa đẩy Huy luôn, kể cả mùa 4. Mùa 3 đẩy luôn. Ôi, đồng quá anh em ơi. Xin lỗi. Vâng, 1-3-4 đang ốp vào nhà của Asus ở trong tình huống này. Chú ý giữ dân. Nếu phải có mặt ở đây ngay. Huy đang tay quân, bắn. Đi thẳng sang nhà chính đi. Qua đây là thủ được nhà ôm với nhau là mắc binh luôn. Lùi tên này lại. Quay về bắn trong 3 trước. Cái tên này cứ chạy đi trong 3 giờ đi. Chạy đi, bắn trong 3 đi. Thông tin bảo vệ 1-4 chết ở nhà rồi. Màu 3 quá ít quân đấy từ game thủ Văn Nhất nên chúng ta không hề xoắn được tình huống này. Khi mà Têu đến thì đội bạn không cửa để ốp nhà Huy. Rồi cơ cấu lại dân rồi. Vùng lại cái nhà chính mới đi em ơi. Tham lai là 61 đến từ cái thủ anh Huy. Bắn đi anh Têu ơi. Rồi. Chỗ đấy bắt rồi anh ơi. Tham lai là 62 đến từ anh Huy. Rất khỏe và chuẩn bị tăng nhà bè thứ 6. Với bài đấu được cầm con Phonician này. Rồi xong tên này lên đầu máu Huy nhá. Lên đầu máu nữa là mắc binh. Máy Mạnh Hào chém chết màu 3 rồi. Màu 3 chết luôn hết cả quân hết cả dân rồi. Màu 4 vừa bị Mạnh Hào ngoáng tơn. Màu 1 cũng bị Mạnh Hào quả một tơn. Trẻ không biết đang làm gì, hồi thăm 24 thôi. Tăng L2 bên kia còn màu 2. Bên kia còn màu 2 của cái thủ tiệm bàn thầu. Và nếu như Tễu có đông cung thì hoàn toàn có thể đẩy luôn. Hào đang chém màu 3 gần hoảng rồi. Mới chỉ là chém 2 đến Mạnh Hào thôi đấy. Rồi anh mất vàng nên anh không có đủ lực để có thể nâng cấp cái công 4. Các bạn khả năng cao bơm màu 2 đến 4 thì Tễu với cả Huy lên vào việc rồi. Đấy, Tễu đang đẩy quân lên đây rồi. Các bạn cũng hết chém, hết lạc đà rồi. Vừa rồi thiêu nhiều lắm. Rồi chúng ta dí vào nhà màu 2 của game thủ tiểu bàn thầu là đẹp. Và như vậy tiểu bàn thầu đã lên 4 thì Tễu cũng phải dùng dịch em Huy à, Huy lên chưa? Đấy rồi, vào đây rồi. Kìa bắn đi, đang tăng BL này. Hào đảo đấy, Tễu gần đến rồi. Lên rồi. Bắn rồi. Và như vậy là chưa lên à? Chưa lên 4 tới từ tiểu bàn thầu mới đang đóng BL. Kín rồi. Cháy rồi. Bắn đi. Rồi lên rồi. Ôm tên này thì đỡ làm sao được. Tên này đỡ ở mắt. Ai làm gì mà té. Hết cung à? Ở lên 4 rồi này. Em tách vào trong mà ăn dân đi. Quân cứ đứng nhìn bắn nhà BA kêu Huy. Vâng, bạn vừa lên 4 sao. Giáp 4 đến từ bên thủ đoàn Têu. Rồi, quyết rồi và tỷ số ấn định là 6-1 dành cho chúng ta trong buổi tối anh em này. Trận này, mặc dù quân chúng ta đánh giá là xấu hơn nhưng vẫn giành chiến thắng anh em ơi. Tỷ số chung cuộc ấn định là 6-1 dành cho FPS trước game thủ TV Club. Một màn hủy diệt đối phương trong buổi tối anh em này dành cho game thủ chúng ta. Một kèo đấu diễn ra chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã kết thúc rồi. Rất nhanh và gọn gàng dành cho FPS.